Em Như Ý mến chào quý anh chị. Hôm nay Em Như Ý đem lại cho quý anh chị một cái mảnh đất tuyệt là đẹp luôn nha. Cái mảnh đất này nằm trong trung tâm của thành phố Phan Thiết luôn nha mọi người. Nếu mà đã trong trung tâm của thành phố Phan Thiết á, thì nó sẽ rất là gần biển, gần các cái khu đô thị biển luôn. Rất là đẹp và thích hợp cho cô chú quý anh chị mình để làm một cái nơi nghỉ dưỡng thì khá là tuyệt vời cho mọi người nha. Cái mảnh đất này hiện tại là có diện tích là 78,8 m², được tọa lạc tại phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận nha quý anh chị. Trên cái mảnh đất này hiện tại thì bác chủ đang có sẵn một căn nhà đầy đủ tiện nghi và một cái sân ngoài trời. Trong nhà thì có một phòng khách và hai phòng ngủ cực kỳ là rộng rãi cho mọi người. Có sẵn luôn một cái phòng bếp và một cái giếng trời nha mọi người. Để không phải mất thời gian của cô chú quý anh chị mình nhiều, bên Như Ý có quay trực tiếp và nói thông tin chi tiết của mảnh đất trên cái video này luôn. Để cho cô chú quý anh chị mình nhìn ngắm được thực tế nhất và mình có thể nghe được mọi cái thông tin mà Em Như Ý đưa lên, thì cô chú quý anh chị mình không phải mất thời gian của mình nhiều để đi coi một cái mảnh đất luôn nha. Hiện trạng đây là cái nhà này thì bác chủ đang ở luôn nha mọi người, cho nên mọi người yên tâm. Và đồng thời là cái căn nhà này á, thì có một cái ngăn để máy giặt. Và đất thì nằm ngay ở trong cái hẻm đằng sau cái khu tiện ích Cấp Mắt nha mọi người. Nằm sau cái khu của siêu thị Cấp Mắt luôn nha. Cho nên là ở đây mọi người đi ra vào rất là thuận tiện luôn. Trên màn hình Như Ý có ghi đầy đủ các cái không gian trong nhà luôn nha quý anh chị. Từ phòng khách tới phòng ngủ và nhà bếp đi ra ngoài đằng sau luôn nha. Và từ cái khu vực này mà mọi người mình muốn di chuyển đi ra ngoài trường học á, thì nó mất chỉ có 92 m thôi, cực kỳ là gần luôn nha mọi người. Và cách cái siêu thị Cấp Mắt cũng như là trung tâm mua sắm á, thì khoảng độ là 571 m, cực kỳ là gần luôn nha mọi người. Còn từ ở mảnh đất này mà mọi người muốn di chuyển ra ngoài chợ á, thì 1 km nha, và cách bệnh viện An Phước là 1,3 km, cách trung tâm hành chính sở công an là 1,4 km. Còn quý anh chị mình muốn đi ra ngoài bãi biển của Đồi Dương á, thì nó cách 1,8 km, là gọi là khu đô thị biển á mọi người. Đường xá rất là thuận tiện luôn, và cách quốc lộ 1A đường đi Nam Bắc Sài Gòn chỉ có 3 cây số thôi nha quý anh chị. Cái mảnh đất này thì pháp lý sổ sách đầy đủ và có giấy phép xây dựng nhà cửa nha mọi người. Bác chủ đang bán hết cái mảnh đất này luôn á, là chỉ có 1,8 tỷ hết sổ luôn. Giá này có thương lượng nha quý anh chị. Như Ý cảm thấy cái mảnh đất này ở trung tâm thành phố Phan Thiết mà với một cái giá này thì cực kỳ là rẻ luôn nha. Đặc biệt hơn là cái mảnh đất này nó khá là gần khu đô thị biển, gần chợ, gần trường học, gần quốc lộ, nói chung là tiện ích khá là đầy đủ cho mọi người ra vào luôn. Cho nên là cô chú quý anh chị nào thật sự mình có đang đi tìm kiếm một cái mảnh đất đẹp ngay trung tâm thành phố với một cái giá rẻ như thế này, thì mọi người cứ gọi trực tiếp cho Em Như Ý qua 2 số điện thoại mà Em Như Ý đã ghi trên màn hình nha. Hoặc là mọi người có thể đăng nhập cái số Zalo của Em Như Ý vào nha. Em Như Ý sẽ gửi sổ cũng như là trao đổi với mọi người qua Zalo một cách nhanh nhất và thuận tiện nhất nha. Em cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại.